Nếu như tại nhiều địa phương, các hồ tự nhiên dần bị san lấp để thay thế bằng các công trình công cộng, nhà ở thì tại thôn Thanh Sầm, xã Đồng Thanh, huyện Kim Động, người dân cùng cấp ủy thôn quyết tâm gìn giữ, cải tạo, bảo vệ hệ thống ao làng để mang lại không gian tự nhiên, xanh mát của khu dân cư. Cách đây hơn 20 năm, quần thể di tích đình chùa thôn Thanh Sầm được bao quanh bởi ba ao nhỏ không những gìn giữ được không gian này, người dân trong thôn còn cùng nhau góp công góp tiền, phá bỏ bờ để hợp nhất thành một hồ trung tâm. Từ đó đến nay, mặt hồ vẫn giữ nguyên được diện tích mặt nước hơn 11.000m2. Cùng với nguồn lực của địa phương, nhân dân trong thôn đóng góp hàng tỷ đồng để cải tạo, duy tu và kè bờ xung quanh hồ. Hồ này là gồm một cái ao quan của làng, thứ hai là một cái ao chùa, thứ ba là cái giếng. Thế thì thời kỳ hợp tác xã đấy thì là mới phá cái bờ giữa ao quan với hai, với hai cái ao trong này, phá cái bờ giữa ao chùa với cái giếng tạo thành cái hồ như thế này. Từ đó đến nay thì chúng tôi cũng rất phấn khởi, hồ rất đẹp. Bên cạnh hồ trung tâm, khu dân cư Thanh Sầm hiện vẫn còn giữ được 4 ao hồ điều hòa. Không gian quanh các hồ được trồng cây xanh bóng mát, lắp đặt ghế đá, đèn chiếu sáng, trồng hoa, tạo không gian sống, trong lành và dễ chịu, trở thành điểm đến lý tưởng mỗi buổi sáng sớm và chiều muộn của người dân thư giãn tập luyện. Cây xanh rủ bóng mát như thế này, chiều đến là bà con chúng tôi ra đây vừa là đi bộ để thể dục, và đồng thời là ngắm cảnh được sự quan tâm của nhà nước và cũng cùng chung tay đóng góp của cộng đồng quê hương chúng tôi cũng đã kè xong cái khu vực bờ ao thường xuyên tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn các hồ ao xung quanh nàng toàn bộ các hệ thống nước thải và các thứ này chúng tôi cũng đã ngắt bỏ từ việc bảo vệ và phát huy các giá trị ao hồ trong khu dân cư ở thanh sầm không những mang lại những lợi ích trong cộng đồng dân cư mà còn góp phần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường không gian sống trong lành tự nhiên của người dân